Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 3, chị Lương Thị Huấn sinh năm 1977, trú xóm 6, xã Phúc Sơn, huyện An Sơn, Nghệ An cho biết, suốt 4 tháng qua, gia đình chị làm mọi cách để tìm con gái bị mất liên lạc nhưng không được. Gia đình chị cũng đã trình báo lên công an xã để nhờ giúp đỡ tìm kiếm con, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin gì. Theo chị Huấn kể lại, trước đó vào giữa tháng 11 năm 2023, con gái chị là Nguyễn Thị Yến, sinh năm 2005. Theo một người bạn đi xuống thành phố Vinh, rồi qua hiện Nguy Xuân, Hà Tĩnh để làm thêm. Biết con đi làm thêm tại quán bia, chị Huấn đã khuyên con nghỉ về kiếm việc khác. Ba ngày sau, Yến nghỉ tại quán rồi về nhà một người bạn gái mới quen ở huyện Nguy Sơn, Hà Tĩnh chơi. Khoảng ngày 25 tháng 11 năm 2023, Yến cùng bạn gái mới quen bắt xe khách đi Hà Nội. Trên đường đi, Yến gọi về thông báo với mẹ đang đi ra Hà Nội để xin việc làm. Yến báo với mẹ, khi nào đến nơi sẽ gọi về báo cho bố mẹ. Lo lắng nên chị Huấn gọi liên tục nhưng Yến không nghe máy mà nhắn tin báo về con đã ra đến Hà Nội và làm tại một quán cà phê sáng với mức lương 6 triệu đồng. Chị Huấn lo lắng con gái bị các đối tượng dụ dỗ đi làm việc xấu, nên nhiều tháng qua gia đình tìm mọi cách để liên lạc, tìm kiếm con nhưng vẫn chưa có tung tích gì. Chị Huấn nói chồng chị vì lo lắng nên gọi nhiều nhưng Yến đã nhắn đừng gọi điện thoại, Yến sẽ gọi lại qua Facebook. Tuy nhiên sau đó người nhà liên lạc gọi mãi mà số điện thoại của Yến thuê bao không liên lạc được nữa. Từ đó đến nay, gia đình không có thông tin gì về cháu. Số điện thoại đó bây giờ cũng đã bị hủy. Được biết, chồng chị Huấn bị bệnh hiểm nghèo. hàng ngày, hai vợ chồng chị ở nhà làm nông. Căn bệnh hiểm nghèo khiến chồng chị Huấn chỉ quanh quẩn ở nhà làm những việc nhẹ. Đến tháng lại phải đi các bệnh viện để mua thuốc chữa trị. Chị cho biết, mấy tháng qua tìm kiếm con nhưng không được. Gia đình cũng đã đăng thông tin lên các trang mạng nhờ mọi người giúp đỡ tìm con. Không tìm thấy con ở nhà lo lắng, mất ăn, mất ngủ chỉ mong tìm thấy con về bình an sau khi con gái mất liên lạc gia đình đã trình báo công an xã nhờ giúp đỡ tìm kiếm nhưng chưa được gia đình chị sẽ tiếp tục lên công an huyện để trình báo và nhờ giúp đỡ tìm kiếm con